máy lọc nước AO Smith Series, cam kết chất lượng chuẩn Mỹ. Phân tích những mặt hạn chế của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu vừa rồi mới thấy vì sao huấn luyện viên Park Hang-seo lại nói rằng ta thua không phải do cầu thủ kém về trình độ, kỹ thuật, mà thua là vì kém về thể hình và thể lực. Đó cũng là điều mà chúng ta từng chứng kiến khi những lứa trẻ của hai đội tuyển gặp nhau đấy thôi. Như chúng tôi đã nói ở phần mở đầu của chương trình, ở những lứa trẻ thì trình độ kỹ thuật căn bản của các cầu thủ Australia, rồi thậm chí cả nền tảng thể hình và thể lực của họ, chúng thực sự không có sự chênh lệch nào đáng kể với các cầu thủ của chúng ta cả. Bằng chứng là lứa U19 của Việt Nam từng có 2 chiến thắng trước đội bạn, lứa U16 và U23 cũng đều từng một lần vượt qua các đội tuyển cùng lứa của Australia. Nhưng khi lên đến đội tuyển quốc gia, chúng ta lại thấy sự chênh lệch về đẳng cấp. Vậy đâu là sự khác biệt trong quá trình phát triển của cầu thủ Việt Nam và cầu thủ Australia đây? Pháp bỏ lỡ của Awo Mabi là hình ảnh hoàn toàn trái ngược với khoảnh khắc bùng nổ của Công Phượng ở trận đấu cách đây 7 năm. Người thì cách gôn 1 mét cũng không ghi bàn. Người thì trước mặt là cả đội hình của Australia vẫn có thể đưa trái bóng vào lưới. Nhưng sau 7 năm, Awo Mabi lại chính là cầu thủ duy nhất của lứa U19 bấy giờ đang được khoác áo đội tuyển Australia. Năm 2015 là bước ngoặt trong sự nghiệp của Mabi khi anh được câu lạc bộ Đan Mạch Midtjylland chiêu mộ. Từ đó đến nay, anh đã có đến 105 lần ra sân ở giải vô địch quốc gia Đan Mạch, 26 lần tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha và 15 lần tại UEFA Champions League. Được thi đấu thường xuyên ở những sân chơi chất lượng như vậy, Mabi đã nhanh chóng trở thành một cầu thủ không thể thiếu của đội tuyển Australia. Và hãy quên hình ảnh chuột rút năm nào đi, hai trận đã qua của bảng đấu, Mabi thi đấu không thiếu một phút nào. Adin Hustic, tác giả của đường tạt bóng đẳng cấp này cũng chẳng phải là gương mặt xa lạ gì với nhiều cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Năm 2018, Hustic cũng đá chính với chiếc áo số 10 của đội tuyển U23 Australia. Và trong trận đấu đó, không ít lần người ta thấy cái chân trái của cầu thủ này lợi hại như thế nào. Chỉ tiếc là vẫn có một cái chân trái khác xuất sắc hơn. Mùa giải trước, Andy Hustic được câu lạc bộ Eintracht Frankfurt của Đức chiêu mộ. Và đến mùa này, đang chiếm được vị trí chính thức ra sân hàng tuần tại Bundesliga. Trong đội hình đội tuyển Australia sang Việt Nam còn có rất nhiều những cái tên khác thi đấu ở Tây Ban Nha, Anh hay Nhật Bản. Việc được chơi bóng ở những môi trường chuyên nghiệp giúp họ tiến bộ nhanh cả về chuyên môn lẫn thể chất với những chế độ tập luyện và chế độ dinh dưỡng khác biệt. Vì thế khi lên đến cấp độ đội tuyển quốc gia, cách biệt cũng gia tăng. Nếu như lứa U19 Việt Nam năm 2014 có chiều cao trung bình là 1m71, chỉ kém 4cm so với chiều cao trung bình của Australia, thì đến lúc này chênh lệch đã là 6cm. Lần gặp lại này, cả Mabin và Hustic đã được hưởng niềm vui chiến thắng trước các cầu thủ Việt Nam. Còn một trận lượt về nữa, và hãy chờ xem. Cầu thủ của Australia được cọ sát ở những môi trường thi đấu đỉnh cao, còn cầu thủ Việt Nam thì không. Đó chính là điều tạo ra sự khác biệt. Và đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng cần phải ghi nhớ điều này. Vì giờ đây, được tham dự vòng loại thứ 3 của World Cup, có nghĩa là chúng ta cũng đang được trải nghiệm một môi trường bóng đá đỉnh cao, trong khi tất cả các đội bóng khác trong khu vực Đông Nam Á đều chỉ làm khán giả mà thôi. Hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home được bảo tính chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen.